野球拳。Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Hôm nay chúng ta ngưng chơi mấy game kia mà chuyển qua một game bình thường ha. Không có chơi game thâu nữa, thâu chơi hoài. Bấm vào đây một lần nữa ha. Bắt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là vô game rồi ha. Các bạn bấm hình như bấm dưới này nè, chờ nó chạy qua đây nè. Má cái ghê, cái mạng Việt Heo biết chắc mai chịu cắt luôn quá. Làm ăn như cái con cặc rồi. Bực bội. Chờ nó hiện cái nút ở dưới này nha các bạn. Nút màu vàng này đừng có bấm, bấm là nó hiện lên các bạn tào lao mới lao nè. Bỏ nó đi. Rồi chúng ta bấm vào đây ha. Đó, hai đứa nó gượt nhau, lại là chờ. Sorry anh em, bữa nay up clip hơi lâu ha. Bận một số công việc nên không có thời gian để up clip cho anh em. Server mới là 36 ha. Tại vì mình thấy con này là chơi đồ ngoại nó đẹp nên giới thiệu anh em con game cùi này chơi đỡ. Có gì mai mình kêu nhân viên lại nó cắt mạng rồi up game đàng hoàng cho anh em chơi. Ờ bây giờ mở tiếng lên ha. Thằng này dùng kiếm hả? Này dùng đao. Thằng này dùng kiếm nè. Con này dùng gì đây? Dùng giải. Thằng này dùng tay nè. Thấy con dùng tay đẹp nè. Tên nó là vô hình nha các bạn. Bấm bỏ này đi. Mệt mỏi lắm. Nó cho chúng ta được điểm VIP bao nhiêu đây, tiền bao nhiêu đây, vàng bao nhiêu đây. Coi cho đường què vậy đây. Lại giới thiệu nó hả? Chưa làm nữa hả? Trời sư phụ, Trung Nam Sơn Sơn có một truyền chân giáo, những người đạo sĩ không hợp tương ứng, tôi sợ họ sẽ cản trở chúng ta lên sơn. Bấm trên này là bỏ qua luôn nha các bạn, hỏi cho nó đánh. Thấy đồ ngoạ cũng hơi đẹp nên giới thiệu cho anh em nè. Dễ chú chuyến. Ghê không, ghê không? Đó, lên nổ nè. Con này mà có thâu là hết ý. Còn gì bằng nữa. Mấy này nó nói ghét luôn á. Vô là đánh luôn đi. Bớt nói cho nó sang thiệt chứ. Mẹ. Để auto cho nó đánh luôn. Cái này là auto nha các bạn. Các bạn coi clip mình chịu khó mở tiếng nha các bạn. Mặc dù mình nói dở á. Nó rất là dở. Nghe buồn ngủ luôn á. Trang giáo sư xuống. Chú vị sư đi. Y chí vây sá sấy rên. Rồi nó thấy nó chết hết rồi đó. Lại nói chuyện nữa. Rồi bỏ chạy vậy là hắn á hả? Trời trời trời.
人姓朱，真是一个很名字了。点击这里，生平爱好吟诗作对。点击这里，宋经理人姓朱，名字了。再往前，我奶还能交một đống vàng mà sao giờ có 22 vàng vậy ta？碎碎的男子，快去看看他在干什么。来nói chuyện thiệt chứ, bớt nói cho nó sang đi cậu bay ơi.我想 auto không được luôn rồi. 一阳之去给侠客升级吧，点击这里。从这里你就叫我进入试试升级十次吧。恭喜少侠实力大涨，继续闯荡江湖。nó giới thiệu nhiều ghê luôn á。滚木剑法，野球旋。开启了，前尘世如潮，人如点击这里即可完成突破。thiệt luôn, con này mà có thâu rồi mê nữa là hết ý luôn rồi, còn gì nói nữa. Nhiệt chiếu xuyên, cung mục kiếm pháp.哇，获得一件装备。thiệt là khổ mạng, nó cứ lắc lắc rồi nó nhảy ra ngoài thì bực bội gì đâu luôn. Điểm chi ở đây. Mạng như cái lục. Khai sử thử trận đi. Lẹ lẹ qua phần này coi trời, thiệt luôn á. Địa chiếu xuyên.Á đồ một mình nó mà cân hết luôn ha.Nữa hả? Hướng dẫn nữa hả? Trời trời. Địa chiếu xuyên. Yi Yang Zhi.À, trên này không phải là auto mà trên này là hình như là nhanh nè các bạn. Thì khổ không biết tiếng Trung mà cứ làm game tiếng Trung ghét. Điểm chi ở đây. Địa chiếu xuyên.Cái nền thì nó xấu mà cái kỹ năng đồ thì nó đẹp. Yêu nhân xin đồ nâng khai chỉ là Điện chi trở lý Chị truyền Thân yếu giang hồ Xin đồ giang hồ An toàn đi Hồ đế chí yu Thống sự trở lý Đồ 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 Được quá ha, được quá ha. Vậy đang đánh mà. Ủa lên level nhanh ghê các bạn. Đồ lên level 11 rồi nèÀ, sắp hết lượt đánh rồi. Đó, nè giờ tạo được là được tặng rồi nè nhớ các bạn. Level 12 nha. 12, 12 nha. Ở bây giờ nó hết hướng dẫn rồi đó. Dẹp mẹ nó đi hướng dẫn kia. Đây được một lần phi nè. Cho anh Hùng nào đây. Ui, đạo lao.
dưới này bỏ một lần bao nhiêu vậy? 25 hả? Má chua chát quá. Hành tẩu giang hồ, an toàn đệ nhất. Đồ. Hết rồi, hết được chạy rồi. Điện chi giang hồ. Cái gì nữa, hướng dẫn ghét luôn á. Con mẹ nó cực bội. Bớt nói lại cho nó sang thiệt luôn á. Đây, phi VIP 12. Phi luôn quà VIP nha. Thấy cầu bộ cũng ngon đó anh em ơi. Nó có VIP full là VIP 17 nha. Đây quà đăng nhập 7 ngày nè. Nhiệm vụ quà đất để vậy nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái Internet gì của mình cũng được. Đó. Bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích quảng cáo bên này. Đó. Là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.